Và để trở lại chương trình tin tức của đài SET 57.4 và trên hệ thống Galaxy 19, kính mời quý vị theo dõi những bản tin liên quan đến Việt Nam. Kính thưa quý vị, Nghệ An gửi công văn hỏa tốc cấm linh mục Nguyễn Duy Tân giảng lễ, tin từ Nghệ An. Nhà cầm quyền Cộng sản ở tỉnh Nghệ An vừa lộ bộ mặt đàn áp tôn giáo khi gửi công văn hỏa tốc cho Tòa Giám mục Giáo Phận Vinh yêu cầu cấm linh mục Nguyễn Duy Tân được phép dâng lễ và giảng tại các nhà thờ thuộc tỉnh Nghệ An. Công văn hỏa tốc cũng yêu cầu Tòa Giám mục phải tham gia tổ chức và hưởng ứng kỷ niệm 2 ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Theo ý nghĩa, đây là những ngày lễ lớn của chế độ Cộng sản. Công văn do ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An gửi tới Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Linh mục Nguyễn Văn Vinh, Tổng đại diện vùng Nghệ An, Linh mục Nguyễn Văn Đính, Quảng Hạc, Thuận Nghĩa và các vị bề trên trong Tòa Tổng Giám mục Giáo Phận Vinh. Hôm thứ Hai, Linh mục Nguyễn Duy Tân thuộc Giáo xứ Thọ Hòa, Giáo phận Xuân Lộc trong địa phận tỉnh Đồng Nai ra thăm Giáo xứ Phú Yên và tham gia cùng hàng ngàn người dân biểu tình, phản đối công an đánh đập người dân và cướp áo thun, in khẩu hiệu chống Formosa. Vào tối thứ Ba, Linh mục Nguyễn Duy Tân có buổi nói chuyện với giáo dân tại nhà thờ Giáo xứ Phú Yên về hiện tình của đất nước. Linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên cho rằng công văn hỏa tốc là bằng chứng nhà cầm quyền Cộng sản can thiệp vào nội bộ tôn giáo và cố tình đè nén sinh hoạt của Giáo hội Công giáo tại Nghệ An. Theo ông, việc cấm một linh mục dâng lễ là vi phạm quyền tự do tôn giáo. Cambodia khánh thành cầu biên giới với Việt Nam và đuổi người thượng xin tị nạn. Thưa quý vị, trong khi Thủ tướng Hun Sen của Cambodia ca ngợi mối quan hệ với Việt Nam sau khi khánh thành một cây cầu trong tuần này, thì nhiều người thượng từng rời bỏ Việt Nam để xin tị nạn ở Cambodia nói rằng họ bị Liên Hiệp Quốc buộc phải hồi hương. Báo mạng Asian Correspondent ngày hôm thứ Tư đưa tin tại sự kiện khánh thành cầu Chre Thom Long, ông Hun Sen tự nhận mình có thành tích đã kiến tạo hòa bình và hợp tác với Việt Nam và cáo buộc phe đối lập Cambodia muốn kích động chiến tranh giữa hai nước. Thưa quý vị, cây cầu dài gần nửa cây số trị giá 36 triệu Mỹ Kim được cả hai bên bỏ tiền ra xây để thúc đẩy thương mại và du lịch. Có ước tính cho rằng cây cầu sẽ giúp cho gia tăng thương mại song phương từ 3.4 tỷ Mỹ Kim vào năm 2016 lên tới 5 tỷ Mỹ Kim trong năm 2017. Trong khi đó, 25 người thượng Diga từ Tây Nguyên nói với báo The Cambodia Daily rằng họ bị chính phủ Cambodia và cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ép buộc hồi hương ngoài ý muốn. Một người thượng Diga nói với tờ báo rằng họ đã phải ký giấy đồng ý trở về Việt Nam với hy vọng Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục theo dõi trường hợp của họ. Ngược lại, các giới chức đe dọa rằng nếu họ không ký giấy thì Liên Hiệp Quốc sẽ không tiếp tục theo dõi hoặc giúp đỡ trường hợp của họ. Báo Asian Correspondent nhận định, trong khi Việt Nam là một trong những nước độc tài nhất trên thế giới, thì Cambodia tự nhận là dân chủ đa nguyên cũng đang ngày càng trở nên độc tài dưới chế độ Hun Sen. Và kính thưa quý vị, giới chức Facebook đến Việt Nam cam kết xóa bỏ chương mục giả mạo lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Tin từ Hà Nội, bà Monica Bickert, giám đốc chính sách nội dung toàn cầu của công ty Facebook, hôm thứ Tư có buổi làm việc với giới chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội. Báo chí trong nước đưa tin, bà Bickert đưa ra cam kết Facebook sẽ làm việc với Bộ Thông tin trong thời gian tới để dẹp bỏ những chương mục giả mạo các cá nhân và tổ chức, đặc biệt là các lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam. Đây được xem là một cam kết giữa một doanh nghiệp quốc tế có nhiều khách hàng Việt Nam và đang đứng trước một thị trường Việt Nam chưa được khai thác và nhà cầm quyền của nước này. Báo Dân Việt tường thuật rằng, tại buổi làm việc ở Bộ Thông tin, đại diện Facebook cho biết họ sẵn sàng hợp tác với Bộ này nói riêng và với Chính phủ Việt Nam nói chung nhằm tuân thủ các luật lệ của Việt Nam. Công ty Facebook cũng cam kết sẽ làm việc với phía Việt Nam để ngăn chặn thông tin bị coi là xấu, độc hại và vi phạm pháp luật Việt Nam trên mạng xã hội Facebook để cùng xây dựng một môi trường mạng lành mạnh và an toàn ở Việt Nam. Facebook được cho là sẽ thiết lập một kênh trao đổi riêng để nói chuyện trực tiếp với Bộ Thông tin Cộng sản Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu từ bộ này cũng như các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Hiện chưa rõ ảnh hưởng của các cam kết này đối với hoạt động của truyền thông xã hội và cộng đồng mạng Việt Nam trên Facebook.
Kính thưa quý vị, bản tin vừa qua đã kết thúc chương trình tin tức ở đài SET 57.4 và trên hệ thống Galaxy 19. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc cho quý vị một ngày làm việc thật là an lành và hạnh phúc. Rất cảm ơn quý vị.